Okay, so today nè, tụi ngọc ní, thằng này dương đang sắc xa ông pí ca pra nơ group policy. Dương pra group policy xâm rạp cùng nọt nơi sức robot user. Thả táo dương anh nhạt ao user ai vừa ở vầy bàn khá. Hai dương mình ao user thừa vầy khá. Nó có nông Windows Server bảo dương. Chân mình này thả dương ai cùng nọt sức tàu ao computer client bảo dương. Chân ca cùng nọt sức ní cứ thừa ao bộ network bảo dưỡng cần tài miền sau vật phẩm pro dưỡng ai cầm nọt sức mình ao user prapra nơ flash mình ao user prapra nơ install nơ software rồi có thua wave sim sim chỉ tràn tiền ok chương nọ không video ní dưỡng nên thua cả cầm nọt ao user ở ai chèn nơ ở ai đồ nơ wallpaper nơ lử computer bọc luôn ok. Ok, chẳng đồng bây cầm nọt nơi permission ọt ao user chèn nơi wallpaper bọc luôn. Tìm mua dương từ bậc cao nơi kế hào thang share folder. Bậc cao share folder muối. Hào dương đặt nơi wallpaper để dương cầm nọt từ ao user nè. Chẳng dịch tu tư nơi không thả bán cứ dương từ set nơi wallpaper nà muối chìa standard tu tư. Chẳng cái này cứ dương create nơi share folder hào dương đặt nơi wallpaper để dùng từ set tạo user nâng hai user cứ ở ai trang nơi wallpaper nâng thì ok và tọa máu dùng create nữ và GPO để dùng hào thà group policy object ok chẳng nằm bây bậc cả nơi xe phụ đó dùng cho được can file explorer ở this PC và cho được can try C hồi ní cứ nhầm miền nữ folder mũi để miền chung một thang wallpaper hồi nó không nâng nhầm đạn nữ wallpaper ok ní cứ chỉ rụp hiệp mũi đàn miền chung một thang page hay chung một thang p miền extension dot png bản chỉ bộ page file png ok chẳng nhầm bậc cả bản folder ní tâu chỉ share folder chẳng dừng right click hay vô property yep, sharing hay advanced sharing. Tọa máu dương click share this folder. Ok, hay dương cầm nọt chung mùa ở vía. Tọa máu dương cầm nọt nơi permission. Ok, dương ao read. Chấn ok máu hay apply. Tọa máu ok. Ok, tọa máu vì nâng miền nơi location mùa chấn dương copy location nâng máu. Và copy. Ba. Chẳng dừng bàn bậc cao nó xe phụ đờ rồi hào hình chẳng dừng cho tới bậc cao nữ GPO bằng chẳng dừng cho tới can tools tọa máu dục group policy management và nâu cái lãnh forest ní dừng bằng rịch viên máu hay dục cái lãnh domain và cái lãnh ní và dừng bằng rịch viên máu ok chẳng dừng right click lờ chmua domain bỏ dừng nâng máu tọa máu dục create ở GPO bạn tóm lại dương đã mua ở GPO bao dương nhưng đã thá chén wallpaper ok tóm lại dương bị thá ok chân dương bạn bật cả nơi GPO mùi hai bạn chân dương cho tôi edit bia bạn edit ok nếu cái lại user configuration dương dục policy hay dục admin bạn cái lại nhé cứ dương dục administrative templates bà phụ rịch ở nâng máu tập máu dụng lại desktop và desktop chân cái này dùng khơi desktop wallpaper và double click lưu biểu máu và vô cái này enable tập máu dùng copy nữ path bảo dưỡng và pass máu hãy dựng lại chung môn nữ rụp hiệp bảo dưỡng mà cứ pick.png ok hãy vô apply máu hãy chết ok chân phần nâng dương ai cầm nọt nữ group policy rồi hả? Not our user change the wallpaper đi. Ok. Chân là lâu dương cho tập can Windows 10 bỏ dưới. Hay dương log in cho mà chmu user đại dương bàn cho anh domain. Bây giờ dương log in máu dương đừng khơi nhầy. Bạn. Ok. Chân đừng khơi nhầy. Chân bật sân ở dương gì bật sân chỉ dương ở và cái này ní vì nâng đồ ô tô hay và phần tay bật sân chỉ dương ở toàn ở toàn khởi thế dương pra sim đi rồi máu dương ngoại bị thay gp update slash
False. Okay, but to be successful, you thưa cá sign out hơi, rồi dừng sign in với viên đường chạy này. Okay, cái này ní cái xa tại nhóm vi chạy lùi hơi. Okay, chẳng dừng trang board paper bạn ạ. Okay, cái này ní cứ dừng trong trang nào board paper cứ trang ở bàn thì bạn chọn lựa board paper nào có ở bàn đây. Chẳng viên đường prep board paper để dừng bạn set nào lựa Windows Server. Okay, chẳng dừng bàn cầm nọt nơi group policy mình ao user change the wallpaper bọc luôn bàn hai. Okay, chẳng video này, xong mình chọc tương tài bàn này bà.